Không chỉ nổi tiếng bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, xã Mỹ Châu còn được biết đến là nơi làm nên bát bún tôm Phú Mỹ, đặc sản nước tiếng đất Bình Định. Ghé quán bún tôm nổi tiếng thơm ngon vùng đầm Trà Ổ, chúng tôi mới cảm nhận được hết sự yêu thích của người dân nơi đây với món đặc sản dân dã này. Wow, thế nào ai có thể xứng đáng vượt 70 cây từ Quy Nhơn trở về đây để ăn bún tôm chính hiệu? Em cảm thấy là món này rất là tuyệt vời. Nhưng mà lạ nha, không phải tự dưng anh lại mời em ăn một cái món đặc sản ngon như thế này, dễ vậy. Thật ra là anh chỉ muốn học hỏi bí quyết nấu món bún tôm đặc sản này để có gì anh về Hà Nội anh để trổ tài rồi. Không dễ đâu nha, nhưng mà em sẽ thử vì em lỡ thích cái món này rồi. Cô ơi, cô có thể chia sẻ bí quyết để có thể làm ra được một cái món ngon như thế này được không? Bát bún ngon này là nhờ tôm bún tươi. Cô làm từ đây được ở ngay cửa hàng này rồi người ta gọi đâu cô làm, cô bán theo đó chứ cô không có làm trước. Thằng nào con ăn bún ở đây thấy khác hẳn những bún mà trước đây con ăn đó. Sợi nó vừa mềm mà thơm mùi gạo cô ạ. Con thì cũng ngồi ép được, hay con đi bán bá hay con đi bưng dọn được, phụ cho bồ con được, còn tao con lớn xác như trai mới làm được. Nó công việc thì nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó cầu kỳ. Con lên đây, con ở đây chú chỉ cho, lên đây, đó ngồi lên. Con ngồi lên đây từ nha. Lại lên đây. Có chừng lật nha, là cây nha, là té nha. Rồi vừa. Vậy là biết cách làm đấy. Chú ơi, làm bún tươi liên tục này thì có liệu có kịp không? Kịp. Riêng ngày đó là chú là kịp. Tại chú thôi đã quen rồi. Lấy ra là con tiếp tục bỏ vô, là cô tự bán xong là cứ vậy mà làm. Với những cái dụng cụ như thế này thì tôi thấy là cũng khá là khó để làm ra những cái sợi bún đẹp, tròn, dài và đều. Và Minh Kiên thấy rằng là không chỉ có sức khỏe, sự khéo léo mà còn đòi hỏi cả những kinh nghiệm của những người thợ làm món bún tôm Phú Mỹ. Ngoài những sợi bún tươi ngon được làm ngay tại quán thì những con tôm tươi sống tự nhiên trong đầm Trà Ổ cũng là yếu tố quan trọng làm nên hương vị đặc trưng của món đặc sản này. Mỗi buổi chiều, những ngõ xóm ven đầm lại rộn ràng khói bếp của những ngư dân chuẩn bị đi đặt dẹp bắt tôm. Chúng tôi đang làm mồi để bẫy tôm ở dưới đầm. Ba ơi, cho con hỏi là tại sao lại phải nướng những cái cám này lên ạ? Cái cám này nè, cho nó thơm, nó mở vô cái dẹp này, tôm lên mới vô. Ba đừng phá mồi. Công nhận là cũng thơm thiệt, nhưng mà khói quá mà. Gia đình chú Định đã nhiều đời làm nghề thả dẹp bắt tôm. Cũng như phần lớn người dân trong làng, cả gia đình chú đều sống nhờ vào việc đánh bắt tự do trên đầm Trà Ổ. Chú ơi, thì trong một cái đầm nó rộng lớn như thế này ấy, thì có rất là nhiều dẹp. Thì làm sao để mình có thể phân biệt được cái dẹp của nhà này với lại cái dẹp của nhà khác? Bây giờ là mỗi người là phải có một cái chủ riêng, cái dấu riêng đặc biệt rồi, cho nên không có lẫn lộn được. Bây giờ của ai là biết của nấy hết liền. Chú ơi, ngoài cái nghề thả dẹp bắt tôm này thì chú có làm thêm nghề gì không ạ? Làm thêm lưới nữa, lưới bắt cá. Bởi vì đầm này là đầm tự nhiên, cá nhiều lắm. Chiều nay là bây giờ chú đi bỏ mồi dài là sáng bắt đầu 4 giờ dậy đem tôm về, bỏ cho các đại lý là bún tôm. Chiều là bắt đầu là chú đi làm cá. Đầm châu trúc xinh xinh rất đẹp tép và tôm chứ cá chép cá tràng. Vậy là phải chờ một đêm nữa chúng tôi mới thu được thành quả cho chuyến đánh bắt này. Nhưng bây giờ thì tôi cũng đã biết không dễ gì có thể làm ra được bát bún tôm đặc sản Phú Mỹ đúng điệu. Bởi có lẽ hương vị đó được tạo nên từ sự lạc quan, yêu đời, yêu nghề của những người dân nơi đây.